Xin chào các bạn nha, ngày nay tôi về được một ít loa BMB 900C Line New nữa này. Thì các bạn biết là đối với dòng loa BMB hàng bãi trên thị trường thì được anh em rất là yêu thích. Tuy nhiên thì các bạn thấy là hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều, bởi vì nó sản xuất khá là lớn, cái số lượng rất là lớn. Nhưng mà hàng bãi thì các bạn nhớ là kể cả những người thợ như chúng tôi cũng thế thôi, nhiều khi cũng mướt mồ hôi. Và tôi nói các bạn rồi, những cái cặp loa mà tôi tuyển ấy, nhiều khi 20 cặp lật ra mới lấy được 1-2 cặp thôi. Bởi vì bằng cái kiến thức mình có thì các bạn thấy là đó là cái miếng cơm manh áo, cái kinh nghiệm làm sao để tuyển được những cặp BMB đẹp, zin, xịn và không bị nhão bát, không vỗ nhện. Và đặc biệt tôi nói các bạn, yếu tố nhão bát ấy, nó nhiều cái lắm, mà kể cả thợ chưa chắc là nhiều người đã biết đâu. Thế các bạn thấy là những cặp mà tôi tuyển cho các bạn là những cặp Line New tuyệt đẹp. Đấy, anh em tôi đang bóc và còn chưa lau dọn. Khi chúng tôi lau rồi thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Và gọi nó là Line New, nghĩa là nó chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Đây các bạn thấy là chỉ về được một vài cặp như thế này thôi. Và đây là những cái cặp mà các bạn rất là yêu mến. Có thể nói là ở phân khúc loa nằm thì BMB 900C chính là vua loa nằm. Đây các bạn thấy là trở kháng của nó thì 8 ôm này, bát 30 và nó có hai cái hộc tán sóng đa hướng ở hai đầu, rất là đẹp. Và sau lưng của thằng BMB 900C này các bạn biết rồi, nó có một cái công tắc giúp cho các bạn bật sang chế độ đánh phòng hẹp hay đánh phòng rộng. Và những cặp này thì các bạn thấy trên thị trường hiện nay thì anh em bán với rất nhiều các mức giá khác nhau. Đấy, các bạn thấy là thông thường thì những cặp như thế này thì tôi bán với mức giá là 13 triệu đồng hàng Line New. Đây là một bộ cấu hình tôi chuẩn bị gửi đi thành phố Hồ Chí Minh cho một bác khách này. Bác khách ở thành phố Hồ Chí Minh đặt tôi một con đẩy TD khủng, con đẩy TD 9800 này, 4 kênh, nặng gần 50 kg, một máy nâng tiếng và cặp BMB 900C. Đấy, hàng Line New. Và những dòng này thì xin thưa các bạn là tôi không đủ bán bao giờ cả, bởi vì là nó là cái phân khúc vua loa nằm, công suất rất là lớn và thằng này có thể nói là tiếng cực hay trong các dòng BMB, dòng nằm. Thì các bạn thấy là đối với những cái dòng BMB thì tôi có cả những dòng 2000 Line New. Đấy, giá 10 triệu một cặp hàng Line New các bạn nhé. Còn những hàng mà các bạn mua loanh quanh nó vài triệu thì tôi cũng không dám nói là nó có bị nhão bát hay không. Đó là lý do các bạn thấy là rất nhiều những cặp BMB khi các bạn hát thì nó cứ lùng nhùng và cái giọng của các bạn nó không thoát ra được. Đấy, bên cạnh rất nhiều cái yếu tố chỉnh chọt như các bạn thấy. Những cặp 450, những cặp 850, những cặp 1000. Đấy, 1000 ở bên tay trái các bạn ạ. Đấy, 1000, những bát 30 chẳng hạn, 8 ôm công suất cực đại, 700 bát một thùng. Và những cặp BMB 1000 thì tôi bán giá 9 triệu đồng. BMB 2000 Line New thì giá 10 triệu đồng. Và BMB 900C thì tôi bán giá 13 triệu đồng. Những cặp 450 Line New thì giá 6 triệu rưỡi. Những cặp 850 tôi bán giá 6 triệu. Các bạn thấy hàng BMB tại sao tôi bán giá luôn luôn là nhỉnh hơn một chút so với anh em khác. Nhưng các bạn thấy là các bạn cứ xem cái bản test của tôi, không bao giờ có bất cứ một cái khiếm khuyết gì về mặt chất âm cả. Khi tôi test thì các bạn thấy là âm thanh của nó có thể đạt ở cái ngưỡng có thể nói là tốt nhất mà BMB có thể phát ra. Thì các bạn cứ vào YouTube gõ chữ Cương Audio BMB 900C là các bạn thấy những cái bản test rất là cụ thể. Thậm chí là tôi đã có những video hướng dẫn các bạn là tại sao thì những cái dòng BMB thường là thay gân. Đấy, và nó có ảnh hưởng gì không. Và thứ nữa là tôi so sánh những cái cặp mà nguyên bản mà anh em mua được ấy, thì các bạn thấy về đánh vài nhát thôi là nó bung bét luôn cái gân ra, bởi vì theo cái tài liệu của nhà máy hướng dẫn rồi. Thì thường thường ở cái vùng nhiệt đới như Việt Nam chúng ta, nắng lắm mưa nhiều độ ẩm cao ấy, thì thường thường khoảng tầm 7 đến 8 năm là người ta hay thay gân một lần để cho âm thanh có thể tốt nhất. Và cái kỹ thuật thay gân cũng rất là quan trọng. Gân tốt rồi những cái kỹ thuật thay để không làm sai lệch. Gân thì nó chỉ đóng vai trò là dẫn động cho màng thôi. Đấy, các bạn nhớ nhé. Còn nếu thay màng loa thì coi như là bỏ loa, cũng không nên mua nếu như thay màng loa, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến độ nặng và ảnh hưởng đến cái độ nhạy của loa. Những cặp BMB mà các bạn thấy là khi tôi test lên các bạn nghe được ấy, thì các bạn sẽ về nhà các bạn hát thì sẽ hay hơn cái bản test của tôi rất là nhiều lần. Bởi vì các bạn biết rồi, khi tôi dùng máy quay, tôi quay lại ở hiện trường thì cố gắng chỉnh thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào phản ánh được hết cái hay của những cặp loa tại hiện trường được. Cho nên các bạn ở gần thì cứ đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để mua. Và các bạn mua thì có thể gọi theo số điện thoại đang hiển thị bên góc phải màn hình. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Và bên cạnh việc giới thiệu những dòng loa karaoke, những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp, tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn những dòng sản vật của núi rừng Tây Bắc, những bài thuốc dân gian, những vị thuốc bí truyền của đồng bào các dân tộc thiểu số để giúp các bạn nâng cao sức khỏe. Đặc biệt là anh em là muốn có sức khỏe tốt trong cái việc phòng the thì các bạn có thể quan tâm. Các bạn thân mến, đây là những cặp BMB 900C tôi về chỉ được 3 cặp nữa thôi. Đấy, thì tôi chuẩn bị gửi một bộ vào thành phố Hồ Chí Minh và đây là 3 đôi Line New, không có nhiều đâu các bạn ạ. Nếu như các bạn thấy là rất nhiều anh em cũng có rất là nhiều hàng, nhưng các bạn nhớ là những cái dòng này hầu như tôi tuyển rất là kỹ. Nhiều khi tôi nói thật với các bạn là mất cả một buổi ngồi tháo lắp,
Đấy, tháo lắp ra không chọn được đôi nào cả để em về bán cả. Bởi vì nó có rất nhiều cái yếu tố nó sai lệch và độ nhạy của loa nó cũng thay đổi. Và đặc biệt nữa là các bạn thấy là nó vỗ nhện và nó nhão bát, cho nên là khi mình test lên nó không vào tai mình được. Đấy, cho nên là không nhập được. Và những cái dòng nào khi tôi đã tuyển rồi thì các bạn chỉ việc chơi thôi. Việc của các bạn là chơi, hưởng thụ và những mặt kỹ thuật, đấy, chất lượng để chúng tôi chịu trách nhiệm. Các bạn thân mến, bên cạnh những dòng BMW thì các bạn nhớ là hiện nay tôi có những cái cặp DK. Đây này, những cặp DK loa full, đấy, hàng xịn, sản xuất tại Anh Quốc, bát 25, giá 7 triệu 700 ngàn đồng. Đấy, các bạn thấy 7 triệu 700 ngàn đồng mua cặp loa sản xuất tại Anh Quốc thì rẻ hơn cả loa tàu còn đắt hơn. Đấy, những hàng bãi rất là tuyệt. Và tôi có một vài cặp thôi, thì ngày trước tôi gửi về Hải Phòng rồi gửi vào Thanh Hóa, gửi đi Bình Dương cho các bạn cả hết rồi. Đấy, còn lại 1 này, 2 này, 3 này, còn có 4 cặp nữa thôi. Đấy, giá chỉ 7 triệu 700 ngàn đồng một cặp loa full DK. Đấy, bát 25, nam châm lớn như cái bát đựng canh của các bạn ấy, cái bát ô tô đựng canh ấy. Đấy, còn bạn nào thích hàng mới thì rất nhiều những dòng CAVS full từ Nelby. Những cặp full từ Nelby này thì các bạn thấy nó sử dụng công nghệ nam châm đất hiếm, cả bát, cả củ chép đều là nam châm đất hiếm và dưới công nghệ dạng bi. Đấy là cái dòng nào để giúp cho cái từ trường của nó dàn đều phổ đều nhất. Chính vì vậy các bạn thấy là những dòng CAVS này thì hiện nay tôi bán giá 14 triệu đồng một cặp bát 30 mới tinh đập thùng cho các bạn chơi. Và CAVS là một cái thương hiệu của Mỹ, các bạn biết rồi. Chúng ta có lẽ không cần phải nói sâu nữa vì tôi có rất nhiều những bản test để cho các bạn nghe thử rồi. Cặp loa này là cặp Jamo của Đan Mạch, thanh lý cho anh em. Đấy, giá 5 triệu đồng. 5 triệu mua được cặp loa Jamo của Đan Mạch, loa châu Âu, loa tàu cũng có khi còn đắt hơn các bạn. Đấy, nó vẫn nói các bạn câu chuyện như thế. Các bạn thân mến, bên cạnh đó thì các bạn thấy là những dòng nghe nhạc thì tôi rất là phong phú đa dạng. Các bạn có nhu cầu về những cái dòng nghe nhạc thì các bạn thấy này. Những cặp Kappa, đấy, Infinity Kappa 7 giá 22 triệu đồng, rất là nhiều. Rất nhiều các dòng loa. Các bạn nào sành về loa chỉ cần nhìn qua biết là loa gì rồi. Từ các dòng Ditone 66 của Anh Quốc, Pioneer HPM100, 99AFB giá chỉ 48 năm thôi. Đấy, những siêu phẩm S955. Đấy, những cặp loa Canada Bass 50 này, đấy, Bass 50 dội như bom. Đấy, giá 23 triệu đồng. Những cặp Canada Bass 50 các bạn nhé. Đấy, Tannoy này, Berkeley, Acden đều có. JBL 100T, để T80 này, đều có. Lê 80S, nhiều lắm. Những cặp JB này giá chỉ hơn 10 triệu thôi. Những cặp Calip, nhiều. Kenwood, siêu phẩm. Đấy, những cặp Kenwood này các bạn biết rồi. Rồi những cặp Onkyo D77, D77X đều có cả. Rất là nhiều. Bốt này các bạn này, nhiều lắm. Bốt 301 Series 3 đen. Đấy, giá 14 năm. 100 Century, JBL 100 Century này. Đấy, 601 Series 2, 10.2 Series 2, Bốt 8.2, 601 trơn, nhiều lắm ạ. 501 Series 4, rồi Bốt 4.2 Series 2, 301 Series 2, vân vân, rất là nhiều. 701 hai lỗ thông hơi, rất là nhiều hàng. Các bạn yên tâm, những cái dòng Bốt này thì tôi luôn luôn ổn định nguồn hàng và rất là nhiều. Các bạn có nhu cầu thì cứ đến với chúng tôi để sở hữu được những cặp loa với chất lượng tốt nhất. Và đặc biệt là các bạn sẽ nhận được cái sự tư vấn phối ghép của bản thân tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.